xem video làm sao ngăn chặn các ý nghĩ xấu của sư. Con muốn chia sẻ đôi chút, nhưng trước hết con xin sám hối trước với Tam Bảo, với sư và sư Tệ Tường. Kể từ khi xem video của sư và có xuất hiện sư Tệ Tường, con có ý nghĩ bất thiện. Ông này nhìn gian gian. Đại khái không tin tưởng và bất thiện. Con lại nghĩ sư Tệ Tường là tu sĩ được sư tin tưởng, lại nhỡ tu tập chân chánh mà con lại nghĩ như vậy thì chết. Con muốn diệt tư tưởng đó nhưng không tài nào mà làm được. Sau đó con bắt đầu quan sát để ý nhưng những điểm tốt để con tôn kính ở sư Tệ Tường, như là lời nói nhã nhặn, khiêm tốn, có kiến thức tâm tạng vững chắc và phân tích vấn đề đa diện. Như vậy con dập tắt được ý nghĩ xấu đó, mặc dù đôi lúc nó vẫn khởi lên, nhưng con lại nhắc bản thân những điều tốt ở sư Tệ Tường và nó lại mất đi. Con vẫn đối trị được với nó, đó là kinh nghiệm cá nhân con muốn chia sẻ. Vì con nghĩ đôi khi rèn luyện tu tập xong rồi thì cái tâm ác này nó cũng tạo ác nghiệp lớn rồi. Con muốn chia sẻ để ai trong chúng ta có những cách chữa cháy tạm thời trước khi ngọn lửa thiêu rụi cả tương lai. Mong rằng sẽ không ai lạm dụng biện pháp này mà hãy tu tập. Sư thì sư định là cho qua, nhưng mà sư nghĩ là có thể chia sẻ một vài vấn đề với quý vị như thế này. Đó là ở trong cái dòng luân hồi đó, chúng ta làm rất là nhiều nghiệp, cả cái nghiệp thiện lẫn nghiệp bất thiện. Từ những cái nghiệp đó, nó khiến cho chúng ta gặp người này chúng ta ưa, mà gặp người khác chúng ta không ưa. Nó phải nói là rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy đó, như Điều Quá Đát Tá, tức là Đề Bà Đạt Đa đó, ông không phải là dở đâu nha. Ông đã tu 2 A Tăng Kỳ Kiếp. Mà một người tu 2 A Tăng Kỳ Kiếp không phải là một người dở. Khi mà ông xuất gia đó, thì ông chứng thiền có thần thông. Và nhắc nha, nhắc để quý vị nhớ là ông giữ giới hạnh trong sạch hoàn toàn. Bởi vì nếu không có giới hạnh trong sạch á, thì không thể nào chứng thiền được nha. Tuy nhiên do đâu? Do oan trái với Thế Tôn. Cho nên là cứ hễ cái kiếp nào mà gặp Thế Tôn là không ưa nổi. Thì đôi khi có quỳ có đảnh lễ đó, nhưng mà không ưa nổi Thế Tôn. Do đâu vậy? Do oan trái nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra đó, trong dòng luân hồi chúng ta không chắc là ai ngon hơn ai đâu nha. Mình không biết là người này họ có tu hay là không có tu. Thành ra đó, mình hạn chế tối đa cái nhìn coi thường người khác. Và bởi vì cái nhìn đó có thể cản trở chúng ta đi đến với đạo. Lỡ thôi nha, xin nói lỡ thôi nha, một cái vị đó là một vị đức hạnh có tu và chuẩn bị gần tới cái đích đến, là cái đích đến giải thoát rồi. Mình mà nương theo là mình đi nhờ xe là quá khỏe. Nhưng mà tại vì cái gọi là cái tiền nghiệp á, hoặc là do cái sự ngã mạn, rồi mình coi thường, rồi mình thấy ghét, rồi mình suy nghĩ bất thiện, rồi thậm chí là mình không thèm nghe, và sau đó là chúng ta lỡ chuyến đò. Cho nên sư vẫn luôn khuyên quý vị là có cái nhìn khách quan. Để chi? Để cái quan trọng là pháp của vị đó nói có đúng hay là không. Xin thưa thì sư vẫn gặp một vài vị nói chứ trong đời tu mà, thì đương nhiên là cũng có người mình ưa mà cũng có người mình không ưa. Có vị thì nói thiệt là nhìn mặt thì mình cũng khó ưa lắm, muốn ưa vì đó cũng khó lắm. Tại vì sao? Tại vì người ta cứ nhầm vào mình mà người ta chọt không à. Nó chọt rồi nói xấu, rồi nói đâm thọc, rồi nói tới nói lui. Tuy nhiên đó là vấn đề cá nhân. Nhưng mà khi vị đó nói pháp và sư nhận thấy vị đó nói đúng thì sư vẫn hoan hỷ như thường. Sư vẫn tán thán, sư vẫn đồng ý với quan điểm của vị đó, chứ không phải là vì cái chuyện là ưa thích cá nhân đó mà mình phản bác cái chuyện là cái vị đó nói là có đúng hay không nha. Nhớ giùm sư, mình lấy pháp làm trọng thì vẫn tốt hơn là lấy mình làm trọng hoặc lấy người khác làm trọng. Trong cái vấn đề này thì sư Tề Tường là cái người được đéo tên, thì không biết là sư có cái sự chia sẻ như thế nào. Kính thưa quý vị, rất kính thưa quý vị, khi mà các sư đọc cái câu hỏi này xong nè, làm sư nhớ đến một cái câu chuyện của bản thân sư cách đây 5 năm về trước.
Đó là vào năm 2017. Lúc đó sư Nhập Hạ ở bên trường thiền của ngài Chatila trên Sky á, bên Miến á. Cái trải nghiệm thật sự của sư là như vậy luôn nè. Là cái ngày hôm đó đó sư đến cái thiền viện thì cái vị sư huynh á của sư á mới kêu là sư ơi, đi qua bên cốc của cái vị trưởng lão á, người Thái nè, người Thái Lan. Cái vị này có cái tác ý muốn cúng dường mấy cái hành sắc á cho quý sư mới đến tu tập. Thì khi á mà sư đến gặp cái vị Thái nè, thì khi mà sư đối diện với cái vị đó, vị người Thái đó, thì cái nội tâm sư á nó hiện khởi lên một điều rất là lạ thưa quý vị. Có nghĩa là sư nhìn cái lần đầu tiên gặp sư gặp vị này, nhưng mà cái nội tâm sư á nó khởi lên sư giờ vị này sao giờ thấy không có thích vị này, mà đặc biệt có cái sự mà nó mình gọi là hơi có cái sự mà bực tức á, nếu nói đúng không phải nói đúng nha, mình đánh giá đúng, có sự bực tức trong trọng nữa, mà làm cho sư có cái cảm giác là cái vị này nè là giống như cái vị này từng lừa đảo mình chứ đó, nó ngộ như đó chưa quý vị. Thì ngay lúc đó sư quan sát cái tâm mình, đúng không, sư quan sát nội tâm mình thấy sao ngộ người ta ha. Thì mà thì ngay thời điểm đó sư mới tư duy có thể đây là có thể cái trạng thái tâm nè, cái trạng thái tâm hiện tại bây giờ có thể là nó là cái nhân trong sinh tử luân hồi, đúng không, mà nó khiến nó kéo dài đến hôm nay nè, cái sự sân hận là tự nhiên một phát hôm nay. Tại vì vốn dĩ ngày đầu tiên sư gặp vị này mà vị này rất là tốt, đúng không, sư kể cho vị nghe cái vị này á tốt đến nỗi mà ngày cuối cùng á mà sư rời khỏi thiền viện á, cái vị này tặng cho sư một cái bộ bát á, rất là giá trị. Bởi vậy ở đây á mình hiểu á là trong cái vòng á, khi mà một khi mình còn trong sinh tử luân hồi này nè, nó xảy ra những cái rủi ro nó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao, nếu mà mình là một cái người không có khéo mà tu tập, không có hiểu về giới, có định tuệ, không có thực hành theo lời Phật dạy, khi mà mình gặp một cái người nào đó mà đột nhiên cái thiện tâm bất thiện của mình nổi lên, mình không biết cách xử lý, thì mình duyên theo luôn, tự nhiên cái mình phá cảm vị đó luôn, thì có phải vô tình đó mình tạo thêm một cái chuỗi sanh tử của mình đó nó đi dài hơn không, đúng không quý vị? Và thậm chí là cái chuỗi sinh tử đó, nếu mà mình là không phải là người biết tu tập đó nghe, thì cái chuỗi sinh tử đó nó sẽ không có được cái lối kết thúc. Còn nếu mà mình là người biết tu tập đó, thì mình biết ngay thời điểm đó thì mình có tư duy chân chánh, không? Mình có niệm, mình có định ở ngay thời điểm đó, không? Thì mình trấn áp cái những cái phiền não thuộc về tư tưởng ngay ở thời điểm đó thì sẽ giúp quý vị mình hiểu được pháp, không? Và những cái trạng thái tâm đó, dòng tâm đó bất thiện đó, nó sẽ không trở lại được. Cho nên sư có lời khuyên cho cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, là đầu tiên cái sự tán thán là sao, tán thán là vì cái vị mà hỏi câu hỏi này dám nói lên sự thật, dám nói lên những cái suy nghĩ mà đôi, dám viết lên những cái suy nghĩ mà rất là thật ở đây, đúng không, để hỏi quý sư, để xin nhờ quý sư đưa cho giải pháp. Thì cái giải pháp ở đây là đầu tiên á, cái vị này đặt câu hỏi nè, thì sư tán thán vị này là vị này đã khéo léo chân chánh tư duy để chấn áp cái phiền não này, nhưng mà sư cho thêm lời khuyên là nếu mà có điều kiện á thì cái vị này á nên tìm hiểu và tham gia các khóa thiền tứ niệm xứ hay là khóa thiền Vipassana, đúng không, để từ đó cái niệm, cái định mình nó mạnh, hay là cái ngũ căn ngũ lực mình nó mạnh, đúng không, thì từ đó những cái phiền não thuộc về tư tưởng, hay gọi là những mình gọi là ngăn chặn đó, cái vị này nói là ngăn chặn những ý nghĩ xấu, nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không, thay vì chỉ nằm ở mức gọi là cái tư duy chân chánh thôi. Thì đó là cái lời khuyên của sư cho vị này. Thì cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây, không biết có hai vị có bổ sung gì thêm. Xin cảm ơn. Dạ không có. Dạ. Thì chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo ha.